Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cùng các bạn sẽ giải đáp cái câu hỏi mà trong cái video lần trước chúng ta đưa ra. Đấy là tỳ hưu làm bằng cái chất liệu gì thì tốt nhất. Và có một số các cái chất liệu mà chúng tôi đưa ra ở đây. Xin mời quý anh chị chúng ta cùng tham khảo. Và chúng ta sẽ đưa ra cái nhận định về cái chất liệu để làm nên một cái con tỳ hưu tốt là những cái chất liệu như thế nào. Thứ nhất là hoàng thạch hổ phách. Hoàng thạch hổ phách là mang cái năng lượng và cái sức sống dồi dào, có thể thúc đẩy sự nghiệp đột phá, hóa giải áp lực, hoàn thành mục tiêu. Tỳ hưu khéo léo trợ giúp nhân sinh, quan hệ, giao tiếp, tăng cường nhân khí, thúc đẩy cái tiến độ công việc. Người muốn vượng vận, tìm nhân duyên phú quý thì nên mang tỳ hưu làm bằng hoàng thạch hổ phách. Cái chất liệu thứ hai là kim diệu thạch. Kim diệu thạch có cái tác dụng là hộ thân, khí lực cường đại. Tỳ hưu thế cục hùng dũng, tứ phương bá cứ, chiêu tài cực thịnh. Tỳ hưu làm bằng kim diệu thạch có cái sức mạnh phong thủy lớn, uy vũ khí phách, trợ tài và thịnh quý nhân hiệu quả. Người sức khỏe yếu, suy nhược mà mang bên mình có thể là hỗ trợ thân thể tươi tốt, phấn chấn lên rất nhiều. Cái chất liệu nữa đây là hắc diệu thạch. Tỳ hưu làm bằng cái chất liệu gì? Hắc diệu thạch là cái đá tự nhiên hấp thu cái tinh hoa nhật nguyệt thuần khiết nên là ẩn chứa nhiều cái năng lượng tích cực. Tỳ hưu làm bằng hắc diệu thạch có thể tiêu tai giải nạn, trừ họa, bảo hộ an nguy, có thể là khai vận, chuyển vận rõ ràng. Mang bên mình thì an khang thịnh vượng, công thành danh toại, thích hợp với người muốn ổn định sự nghiệp và tính cách kín đáo. Và cái chất liệu nữa là chất liệu mã não. Dây đeo tay trong tỳ hưu hy châu làm bằng đá mã não cực kỳ tốt để chiêu nạp tài phúc. Biểu tượng cát tường tôn quý cùng dũng mãnh lẫm liệt. Và chúng ta biết rằng là ai cũng biết là tỳ hưu là có rất nhiều cái ý nghĩa trong phong thủy, tuy nhiên thì không phải ai cũng biết là tỳ hưu làm bằng cái chất liệu gì thì tốt nhất. Ở trên đây thì chúng tôi cũng cung cấp với quý anh chị và các bạn một số cái chất liệu để làm tỳ hưu cũng cực kỳ tốt trong phong thủy, mong rằng sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà lựa chọn sản phẩm phù hợp với bản mệnh, phù hợp với tuổi của mình và tìm được cái chất liệu tốt nhất cho mình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi. Và trong cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn là cách đeo trang sức đồ phong thủy có cái hình tỳ hưu như thế nào để hợp phong thủy và thu hút được tài lộc đến với mình.